Không có nước, sự sống không thể tồn tại. Con bò nó cũng cần uống nước mặc dù chúng chẳng biết về tầm quan trọng này. Ít nhất thì mỗi ngày nó phải uống nước, được cho uống hay tự mình đi đâu đó tìm nước uống. Nước không được nấu sôi thì cũng phải uống thôi, nếu không thì sẽ chết. Vậy nước là gì mà có sức mạnh đến thế? Con người không cần nước có được không? Dù là không uống nước nhưng trong trái cây, cơm, ngay cả chiếc bánh chúng ta ăn cũng có nước trong đó. Một hành tinh xa lạ con người đến thì việc đầu tiên là họ tìm hiểu xem nó có nước hay là không. Phân tử của nước có một nguyên tử oxy và hai nguyên tử hydro. Nước có thể đóng băng thành chất rắn, mềm mại là chất lỏng hoặc bốc hơi trong không khí. Thứ chiếm nhiều diện tích nhất trên trái đất chính là nước, bao phủ 70% diện tích bề mặt. Nhiều nhất là nước biển, nước sông hồ và cả băng tuyết của chúng ta. Anh edit tôi nhanh dùng đoạn này với. Đã là con người thì có rất nhiều kinh nghiệm uống nước. Trong cơ thể người trưởng thành, nước chiếm khoảng 60% tổng trọng lượng cơ thể. Tuy nhiên, tỷ lệ này có thể thay đổi tùy thuộc vào độ tuổi, giới tính và mức độ mỡ cơ thể. Ở trẻ sơ sinh, tỷ lệ nước cao hơn, có thể lên tới khoảng 75-78%. Nước giúp hòa tan các chất, vận chuyển các chất trong cơ thể và duy trì nhiệt độ ổn định cho chúng ta. Mất nước cơ thể sẽ mệt mỏi và tử vong. Thực vật cần ánh sáng để quang hợp các chất và năng lượng để sinh trưởng và rất cần nước để hoàn thành nhiệm vụ này. Thế nên một lớp đất ẩm và chăm tưới cây thường xuyên thì cây sẽ nhanh phát triển. Băng cũng là nước, nước cũng là nước nhưng băng nặng lại có thể nổi trên mặt nước. Và có một số loài thì không phân biệt mặt đất và mặt hồ. Chúng có thể di chuyển rất tự nhiên, đó là nhờ nước có một sức căng bề mặt cao. Anh edit tôi nhanh dùng đoạn này với. Chất gì không nhớ chứ nước thì ai học lớp 6 rồi cũng sẽ biết sôi ở 100 độ và đóng băng ở 0 độ C. Thú vị là nước không chỉ sôi ở trong nồi. Nước có thể sôi ở một số khu vực do các yếu tố địa nhiệt dưới bề mặt trái đất. Trong các khu vực hoạt động núi lửa hoặc nơi có mảng kiến tạo, nhiệt từ lớp magma nóng chảy dưới lòng đất làm nóng các nguồn nước gần đó. Các bạn vừa nghe bài trình bày về nước điểm 9,5 của mình đó. Chào tạm biệt mọi người. Anh edit dừng màn hình dùng em với.